Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp nhận điều trị một trường hợp ngộ độc rượu methanol cực nặng. Sau khi uống chai rượu đế hàng xóm cho, người đàn ông này đã ói ra nước vàng rồi hôn mê nguy kịch, nồng độ methanol trong máu gấp 12, gấp 20 lần ngưỡng gây ngộ độc. Bệnh nhân là ông Lê Phát Dầu, 59 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện trong tình trạng rối loạn trí giác, toàn chuyển hóa nặng. Theo người nhà cho biết, vào tối trước ngày vào viện, ông Dầu đã uống một chai rượu đế Sáng ngày hôm sau, người đàn ông thấy mệt nên chỉ nằm một chỗ, không ăn uống. Cho đến chiều cùng ngày thì ói ra dịch vàng và lâm dần và tình trạng bất tỉnh. Ông giàu được gia đình đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần nhà, sau đó được chuyển lên tuyến trên. Các bác sĩ, theo bác sĩ Võ Thúy Vân, khoa hồi sức tích cực chống độc ICU Bệnh viện Nhân dân gia đình cho biết, thời điểm nhập viện ngoài toàn chuyển hóa nặng, bệnh nhân còn tụt huyết áp, suy hô hấp phải thở máy, không đáp ứng được với điều trị nội khoa bình thường. Theo các bác sĩ, đây là biến chứng của việc ngộ độc methanol trong tình huống xấu nhất bệnh nhân có thể không phục hồi chi giác và dẫn đến mù vĩnh viễn